Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào đón mọi người đến với video của Khắc Công. Thì video hôm nay về một nhân vật đang hiện rất là hot hiện nay, đó là tội phạm Đoàn Thị Hương. Kẻ giết người ở nước ngoài vừa được về Việt Nam. Dân mạng sốc nặng vì Đoàn Thị Hương cười tươi được săn đón như ngôi sao. Không chỉ những dân mạng mà bản thân mình cũng bị sốc nặng. Báo chí Việt Nam không hiểu ra làm sao. Cách cô này trở về thật khó coi. Dù sao cũng vô ý lấy đi một mạng người, nên đừng cười như người chiến thắng trở về như vậy. Đây là phạm nhân tội cố ý gây thương tích chứ không phải người hùng. Làm gì mà chào đón như người hùng vậy? Là một con người, làm ai đó bị thương còn phải biết ăn năn. Huống hồ vô tình hay cố ý cướp đi tính mạng người khác, thế mà vẫn nhăn nhở cười. Lẽ ra câu đầu tiên cô này phải nói là xin lỗi. Xin lỗi người đã mất và xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam. Không nhờ nhà nước thì đã chết nơi xứ người. Đã bị bỏ tù rọc xương rồi, chứ không được về mà nhởn nhơ như vậy nữa đâu. Thế mà khi về nước còn tươi cười, nói giọng lỡ lỡ Tây. Trước báo giới còn mơ tưởng làm diễn viên. Xin cô tha cho cái showbiz Việt đã nát lắm rồi. Không cần thêm một idol có nhiều vết nhơ như cô. Mong rằng cô sẽ không trở thành một idol cho giới trẻ. Không được lăng xê lên, chứ không hỏng hết. Một thế hệ trẻ đã bị ảnh hưởng bởi nhiều idol, tồi tệ lắm rồi. Idol khá bảnh nè, idol giang hồ này. Đấy là tất cả những ý kiến của cộng đồng mạng đấy các bạn ạ. Còn các bạn cảm thấy sao về việc cô Đoàn Thị Hương này về mà tươi cười như vậy, được báo chí săn đón như vậy? Khắc Công là chỉ có một điều là cô này là tội phạm thôi. Mong mọi người tẩy chay cô ta. Dù vô ý hay là cố ý thì cũng đã làm chết một mạng người. Không những thế còn làm ảnh hưởng xấu đến đất nước Việt Nam. Bao nhiêu nỗ lực mới cứu được bà ra đó. Và video này của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Khắc Công.